Háo Đức Nhơn An Bình Định được coi là vựa mai lớn nhất miền Trung. Về thăm nơi đây vào những ngày này, bạn sẽ bắt gặp cảnh nhộn nhịp, hối hả của người nông dân vào vụ Tết. Nếu đa phần các làng mai thường trồng mai phong, chủ yếu lấy hoa vàng vào vụ Tết, thì Háo Đức lại chủ yếu phát triển mai bonsai, tạo thế cho các cây mai đặc biệt. Việc trồng mai bonsai khó hơn so với các loại mai khác vì đòi hỏi nhiều công sức và kỹ thuật trong việc tạo dáng, chăm sóc. Làng mai thì cuối năm vô bắt đầu tháng 11 tới giờ Tết là ai cũng vui vậy. Thứ nhất là đón nhận xuân mới, thứ hai nữa là bán được cây mai. Giá mỗi gốc mai dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, mai bonsai có đặc điểm nhỏ, nhẹ, vì thế dễ dàng cho việc bạn tậu một gốc mai nhỏ cho gia đình chơi xuân khi ghé thăm vựa mai lớn nhất miền Trung này. TNR, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.